abajo del odio. Oh. Am I? Sống to rồi, sướng rồi. Đâu đâu, lại hết rồi đâu. Không có cái đợt đấy thôi. Chứ là thuyền đi qua nó. Bảo nó đi xuống ngầm bên này. Ừ rồi, sao? Nó đi trên bờ. Em biết rồi nhưng mà nó hồi nó bé. Nó đi bé tí rồi mới tưởng là mẹ cho đi tàu cánh ngầm nghĩa là đi thẳng xuống lòng tông. Tháo ước ba. Nói là đây là đảo, gọi là đảo đảo nún. Họ sẽ đặt tên cái đảo ra tên là đảo Nún. Nó là một nền văn minh mới sẽ được thắng lập. Đấy. Tại sao nó đặt nó là tên là đảo Nún? Bởi vì mà khi mà dẫm chân này chân cho Nún là bao nhiêu này đấy. Thế cho nên bây giờ chúng ta sẽ gọi là đảo Nún. Một Nún thôi. Mình nói
Bắt cái gì vậy? Để trâu ra bắt cá luôn không đi kìa. Quá kìa.